Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh trong 24 giờ qua, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 276 ca dương tính với SARS-CoV-2, số ca ghi nhận nhiều nhất trong một ngày qua cả 4 đợt dịch. Trong đó, huyện Văn Lâm ghi nhận nhiều nhất với 187 ca, hầu hết là các trường hợp liên quan đến ổ dịch thôn Minh Khai. Để khống chế ổ dịch này, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa thiết lập cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc tầng 1 trong mô hình tháp 3 tầng tại Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh Cơ sở xã trưng chắc do Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm quản lý. Đến nay, cơ sở này tiếp nhận điều trị cho gần 500 bệnh nhân nhẹ không triệu chứng. Huyện Văn Giang ghi nhận 24 ca, trong đó có chùm ca bệnh liên quan đến trường hợp làm việc ở Hà Nội. Thị xã Bị Hào ghi nhận 22 ca, trong đó chủ yếu liên quan đến công ty giày ngọc tài. Huyện Quái Châu ghi nhận 19 ca, gồm một số ca liên quan đến công ty Mai Hương Long và trường hợp từ Hà Nội về. Huyện Ân Thi ghi nhận 9 ca trong đó có chùm ca bệnh là người buôn bán tại chợ Long Biên, Hà Nội về. Huyện Tiên Lữ ghi nhận 6 ca đã được cách ly. Còn lại thành phố Hương Yên ghi nhận 3 ca, huyện Kim Động 2 ca, huyện Phù Cừ 1 ca và 3 ca ghi nhận tại khu cách ly bệnh viện nhiệt đới Hưng Yên.